Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 7, luyện từ và câu. Tính từ. Một La Mã nhận xét. Một, các từ in đậm dưới đây miêu tả đặc điểm của những sự vật, hoạt động, trạng thái nào. Ngôi nhà cũ của ông bà nội tôi nằm giữa một khu vườn rộng. Tôi nhớ mãi về căn nhà nhỏ này, nơi lưu giữ tuổi thơ yêu dấu. Ngôi nhà khung gỗ có những cột gỗ lim lên nước đen bóng. Trong ngôi nhà mát dịu, ông nội tôi hay ngồi sau án thư bên cửa sổ, bắt mạch, kê đơn, châm cứu và bốc thuốc. Ba anh em đánh nhau tít mù khiến lá cây rơi lả tả. Thường là đến hồi bất phân thắng bại thì ông nội thò đầu ra cửa sổ quát to: "Nghịch vừa vừa thôi." Theo Lê Thanh Nga. Rồi các em cho biết là các từ in đậm miêu tả đặc điểm của những sự vật, hoạt động, trạng thái nào. Các từ in đậm trước hết là từ cũ. Từ cũ miêu tả đặc điểm của ngôi nhà. Rộng miêu tả đặc điểm của khu vườn. Nhỏ miêu tả đặc điểm của căn nhà. Đen bóng miêu tả đặc điểm của cột gỗ lim. Mát dịu miêu tả đặc điểm của ngôi nhà. Tít mù miêu tả đặc điểm của hoạt động đánh nhau. Lả tả miêu tả đặc điểm của hoạt động rơi. To miêu tả đặc điểm của hoạt động quát. Vừa vừa miêu tả đặc điểm của hoạt động nghịch. Rồi như vậy là chúng ta cùng hoàn thành bài tập. Từ cũ miêu tả đặc điểm của ngôi nhà. Từ rộng miêu tả đặc điểm của khu vườn. Từ nhỏ miêu tả đặc điểm của căn nhà. Từ đen bóng miêu tả đặc điểm của cột gỗ lim. Từ mát dịu miêu tả đặc điểm của ngôi nhà. Từ tít mù miêu tả đặc điểm của hoạt động đánh nhau. Từ lả tả miêu tả đặc điểm của hoạt động rơi. Từ to miêu tả đặc điểm của hoạt động quát. Từ vừa vừa miêu tả đặc điểm của hoạt động nghịch. Bài tập 2. Xếp các từ in đậm ở bài tập 1 vào nhóm thích hợp. Nhóm chỉ hình dáng, nhóm chỉ màu sắc và nhóm chỉ tính chất. Chỉ hình dáng, chỉ màu sắc, chỉ tính chất. Rồi chỉ hình dáng, rộng, nhỏ, chỉ màu sắc, đen bóng, chỉ tính chất, cũ, vừa vừa, mát dịu, lả tả, tít mù, to. Rồi có em thắc mắc là vừa vừa và to là những từ chỉ hình dáng mới đúng. Tại sao thầy lại cho vào nhóm từ chỉ tính chất? À, ở đây các em lưu ý chúng ta xếp theo nội dung của bài đọc nha. To ở đây không phải là hình dáng to, mà là to là từ chỉ đặc điểm của hoạt động quát. Quát to. Quát to thì từ to này là chỉ tính chất chứ không phải là chỉ hình dáng. Các em lưu ý nha. Vừa vừa, nghịch vừa vừa thôi. Ở đây vừa vừa là từ chỉ đặc điểm của hoạt động nghịch. Nghịch vừa vừa thôi, chứ không phải là hình dáng vừa vừa. Các em cần phải phân biệt được nha. Chúng ta sắp xếp vào các nhóm nhưng theo nội dung của bài đọc. Rồi như vậy, qua bài tập này chúng ta rút ra nhận xét sau. Các từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật như chỉ hình dáng, chỉ màu sắc, chỉ tính chất, chúng ta gọi chung là tính từ. Vậy, tính từ là từ chỉ đặc điểm của sự vật, hoạt động, trạng thái. Tiếp theo là các em sang phần ba la mã luyện tập. 1. Tìm tính từ trong hai khổ thơ sau. Dàn gấc đan lá, xanh một khoảng trời, gió về gió quạt, mát chỗ em ngồi, trái gấc xinh xinh, chín vàng nắng đỏ. Bao nhiêu mặt trời ngủ say trong đó. Tác giả Đặng Vương Hưng. Chúng ta có thể tìm được các tính từ trong hai khổ thơ này.
Rồi trước hết là tính từ xanh, chỉ đặc điểm của lá gấc nha. Dàn gấc đan lá xanh một khoảng trời. Gió về gió quạt, mát chỗ em ngồi. Mát là từ tính từ chỉ đặc điểm của gió. Xinh xinh là tính từ chỉ đặc điểm của trái gấc. Chín vàng, đỏ, say. Bài 2. Đặt một câu tả một cây hoa hoặc một đồ vật con vật, cho biết trong câu đó từ nào là tính từ. Tính từ ấy miêu tả đặc điểm của sự vật hoặc hoạt động trạng thái nào. Rồi thầy giáo ví dụ. Bông hoa nhài trắng tinh, hương thơm thoang thoảng. Tính từ được sử dụng trong câu này là trắng tinh, thơm thoang thoảng. Tính từ ấy miêu tả đặc điểm của sự vật hoặc hoạt động trạng thái nào? Các tính từ trắng tinh, thơm thoang thoảng miêu tả đặc điểm của bông hoa nhài. Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.